Hi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn Lần đầu tiên thì cho phép văn hội xin được lời chúc sức khỏe Một lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý anh chị hàng Đã ủng hộ và tin tưởng văn hội trong suốt thời gian qua Trước mặt các bạn đó chính là chiếc Toyota Hilux 2.4 số tự động Dẫn động cầu sau một cầu Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan Với giá niêm yết từ 662 triệu đồng chẵn Chưa bao gồm các chương trình và quà tặng khuyến mại hấp dẫn Chiếc Toyota Hilux đã vừa được đầy đủ làm xong hết các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, hoán cải đúng theo quy định của nhà nước. Và đây là hình ảnh chi tiết về phần thân xe của chiếc Toyota Hilux 2.4 màu đen 2020 số tự động. Bộ la răng lên đến 6 chấu kép. Trông rất khỏe khoắn lên đến 17 inch. Cái thùng đã được lắp thêm vai thùng Trông rất là dày dặn Khỏe khoắn Cũng như là cái phần nắp thùng phía sau Cũng đã được lắp đặt đầy đủ Và đặc biệt nhất của chiếc xe này Thì anh chị có thể nhìn thấy ngay Một siêu biển Biển siêu đẹp Biển 29H 38999 Với ba con số Biển rất đẹp được văn hội giao trực tiếp đến tay quý anh chị khách hàng bằng hình thức mua xe online. Văn hội hỗ trợ mọi thủ tục đăng ký, đăng kiểm, hoàn thiện mọi giấy tờ theo quy định của nhà nước. Và chiếc xe đã được hoàn thiện từ phần lắp thùng mới với một chiếc thùng quận trông rất đẹp, rất gọn gàng và tinh tế. Chất liệu thùng nguyên bản từ Thái Lan trông rất đẹp cũng như vai thùng. Các bạn có thể thang nhìn thấy ngay cũng như là đại lý chúng tôi còn khuyến mại thêm cả dán phim cách nhiệt cao cấp từ mỹ nhìn từ phía phần đuôi xe và đây là phần phía gầm xe với lốp sơ cua được đặt ở phía dưới và dẫn động cầu sau chúng ta đang ngắm nhìn chi tiết thêm phần thân xe ở phần thân xe nhìn chéo như thế này và đặc biệt nhất văn hội ấn tượng đó chính là cái vai thùng trông rất là dày dặn khỏe khoắn nhìn rất cân đối cái xe luôn Hilux là một trong những dòng xe bán tải mà được đánh giá là ưa chuộng nhất hiện nay Với thiết kế phía đầu xe cực kỳ nổi khối và tinh tế mặt ca lăng Và chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn sâu bên trong phần nội thất Táp ly cửa cũng đã được bọc ra tại đại lý Và khuyến mại cả bọc toàn bộ ghế ra hệ thống tựa tay cho hàng ghế sau Cùng với đó thì khi mà lắp thùng cuộn này thì cái chúng ta nhìn về phía sau nhìn nó rất là thoáng Rất dễ chịu luôn Đó Hiện nay thì mua trả góp chỉ với khoảng từ 200 triệu đồng Là quý anh chị khách hàng đã sở hữu ngay một chiếc TOTA Hilux Với đầy đủ các tính năng cao cấp Màn hình DVD theo xe luôn Khả năng là giữ ga tự động, cruise control Bụi ghế ra các bạn đang ngắm nhìn chi tiết lại một lần nữa Đó chính là phần nội thất bên trong Đã được bọc ra cao cấp Của chiếc TOTA Hilux 2.4 Trên vô lăng full phím Tính năng giữ ga tự động Cũng như là rất là nhiều tính năng rất hay khác Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan Và sẽ được giao hàng toàn quốc cho quý anh chị khách hỗ trợ cả phần cân bằng điện tử. Một chiếc xe bán tải mà hỗ trợ cả cân bằng điện tử thì chắc chắn là rất tuyệt vời rồi. Chúng ta có thêm cả bậc lên xuống. Rất là chắc chắn, hàng theo xe luôn. Táp ly cửa còn mở cửa ra còn có cả cái đèn phản quang. Trông rất tuyệt vời. Rất hay luôn. Và để sở hữu những cái chiếc Toyota Hilux với chương trình giá bán và khuyến mại tốt nhất. Kính mời quý anh chị hàng hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để văn hội được giao hàng tận nơi toàn quốc các bạn đang nhìn thấy đây hộp số tự động dạng rích zag tích hợp cả tính năng eco tiết kiệm nhiên liệu và power hàng ghế sau túm lại ngồi ở bên trong cái khoang nội thất như một là dòng xe 5 chỗ xe được sản xuất năm 2020 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ô tô tải pick up cabin kép và đặc biệt nhất là cái trọng tải là từ khối lượng bản thân 1900 toàn bộ là 2810 tổng có 910kg thôi và chiếc xe đã được giao đến tay quý anh chị khách hàng và giao về nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của tôi hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để được nhận xe ngay hôm nay Cảm ơn anh chị khách hàng đã theo dõi clip của tôi. Nếu thấy hay hãy like, share, comment bấm nút đăng ký ủng hộ kênh xin trân trọng cảm ơn goodbye